cây của anh là bị hiện tượng vàng bông rụng bông với lại vàng trái thúi trái non vậy thì cái hiện tượng này nó liên quan đến dư đạm thì đồng ý là cái cây họ dây leo á nó cần nhiều đạm thiệt nhưng mà ở những giai đoạn quan trọng như là chuẩn bị ra bông tức là một cái cây tơ mình thúc lực nó cho nó mạnh ra đủ cành nhánh, nhưng khi nó gần ra bông thì anh phải giảm cái lực cây nó lại và đặc biệt là anh không có được thúc phân vào giai đoạn này, tại vì khi mà mình thúc phân á, cái cây nó phát lên đột ngột, nó kiểu như nó bị sốc thì nó sẽ ra một là ra ít bông nếu như mà nó chưa ra bông mà cây nó tốt quá và đi phân chứa đạm, hai là nó đang có bông hoặc đang trái non mà anh thúc đạm mạnh quá nó sẽ tự rụng bông, rụng trái non. Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Do là cái cây của mình nó còn tơ, lực và dinh dưỡng trong cây nó còn nhiều cho nên ở giai đoạn này mình đừng có đi phân chứa đạm nhiều, cái này là mình rút kinh nghiệm. Rồi khi mà cái cây nó ra bông rồi nó đậu trái nhiều và trái nó chuẩn bị bước vào cái thời gian là lớn trái phì trái đó giống như kiểu là bây giờ dinh dưỡng trong cây ban đầu nó còn nhiều khi mà nó nuôi trái nó chuyển cái dinh dưỡng dần cho cái trái đó thì lúc đó là mình mới đưa phân chứa đạm vô và mình đưa cử đầu nhẹ rồi mình nhìn cái hình cây nhìn tốc độ lớn trái mà mình tăng mạnh liều lên những cái cử kế tiếp đó là cái cách đi còn khi mà 7 ngày trước anh đi 7 kg 16 16 8, 1 kg rưỡi DAB thì cái 16 16 8 nó là đạm gấp đôi kali cho nên là hai cái phân kể cả DAB nó là 18 46 0 thì nó 18 đạm 46 lần thì hai thằng này cộng lại là cái phân tỷ lệ đạm cao quá, cây nó bị sốc cho nên nó mới bị hiện tượng này. Vậy thì bây giờ á anh nên bón lân lại cho nó tạo mầm hoa, rồi phun capoxy với vi sinh để cho nó giữ cái hoa hiện hành đang có ở trên cây. Rồi à, khi mà ra hoa rộ quá thì mình chỉ phun tôm capoxy vi sinh thôi, tạm ngưng đi phân chứa đạm. Rồi khi nào đậu trái nhiều rồi anh hả đi phân uh, chứa đạm vào. Tăng liều từ từ, một lần đi ban đầu chừng 3-5kg thôi rồi mình trộn với một ít lăn thêm. Ít quá mình gãi không đủ, hoặc là mình trộn một cái chất độn nào đó vô. Còn không thì mình tưới cho nó nhẹ, chứ mình đừng đi phân một lần quá nhiều cây nó sốc Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.